Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một clip rất là thú vị để so sánh âm thanh của ba cây đàn mà tôi hay nói vui là mang tính thực chiến, tức là những cái cây đàn mà có âm lượng cũng như là cái độ lan tỏa rất là tốt, có thể chơi được ở những cái khán phòng rất là lớn cho một vài trăm người xem mà không cần dùng mic. Thì ba cây đàn đó bao gồm cây Gondoba của Martinez, cây thứ hai là cây Hernandez là Macho Espenso, tức là một cây đàn top model của Hernandez. Có lẽ là cây này là cây duy nhất ở Việt Nam mà tôi cũng mới nhận được cách đây ít ngày. Cây này là cây top model của Hernandez. Cây thứ ba là cây Hanika Latif, cũng là cây đầu tiên mà xuất hiện ở Việt Nam. Thì hôm nay tôi mới đưa lên để so sánh. Thì đầu tiên tôi sẽ chơi thử trên cây đàn Gondoba của Martinez. Các bạn thấy là cái phát âm của cây đàn rất là nhanh, cái cây đàn Gondoba này. Tiếng nó rất là mạnh nhưng mà cũng không kèm cái sự tinh tế. Khi mà chơi thì ta có thể chơi nó rất là kiểu chủ động, có thể chơi nhanh và có thể chơi chậm, chơi nhanh hoặc là chơi nhỏ, chơi to, nó rất là chiều lòng người. Cây Gondoba này thì đầu tiên là một cái hãng của Đức, tức là ông nghệ nhân người Đức Zenhau, ông là người đã sáng lập ra cái hãng Martinez. Ông sống ở Trung Quốc, ông là người Đức nhưng ông sang Trung Quốc sống. Và sau đó thì người Trung Quốc đã mua lại cái hãng, cái xưởng Martinez đó. Đấy, thì bây giờ nhiều người nói rằng là đây là đàn Đức và sản xuất ở Trung Quốc, thì theo tôi nghĩ là không phải, nói thế thì không đúng. Mà đây là đàn Trung Quốc, nhưng ngày xưa nó có lịch sử là của người Đức. Và thế nhưng mà Martinez là một cái hãng mà họ rất là thông minh. Cái cây, ví dụ như cái cây Gondoba này lại không phải của Martinez sản xuất, không phải của Martinez sáng chế ra, mà là của một cái nghệ nhân thủ dạng đỉnh cao của người Mỹ, đó là ông Kenny Hill. Ông là người làm những cái mặt tốp này và ông sáng chế ra cái cây đàn Gondoba này. Đấy, cho nên là trong cái cuộc thi GFA vừa rồi là có một cái bạn người Ba Lan, bạn ấy đã sử dụng cây đàn đúng cái model này và được giải ba. Đấy, tức là trên một cái cuộc thi mà toàn những người sử dụng cây đàn rất là gớm. Đấy, nói như vậy để thấy được là với một cái giá chỉ có 5.000 đô như này thôi, nhưng đây là một cây đàn rất là đáng gờm. Bây giờ tôi chuyển sang cây đàn thứ hai, đó là cây đàn Hernandez Macho Espensian. Cây đàn này là cây đàn top model của Juan Hernandez. Đây là cây đàn thứ số 97. Âm của cây đàn này thì các bạn thấy là nó rất là truyền thống, nó lại kiểu khác. Đấy, với một cái bộ gỗ rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn cái bộ gỗ CSA, gỗ vằn tia rất là đẹp. Đấy, top Sida. Đây cũng là một cây đàn double top. Cái đàn Gondoba thì là cây Latif, là sử dụng hệ đàn Latif. Cái đàn này rất là điệu, có thêm một cái lỗ thoát âm ở đây. Đấy, là một hình bông hoa, không biết là hoa gì. Đây là cái đầu của một con bò rất là giả dặn. Hernandez thì luôn làm những cây đàn sừng bò kiểu như này. Đấy, cái cây đàn này là cây đàn mà có cái đầu sừng già nhất này. Đấy, thường thì những cái cây trước thì nó chỉ có những cái vệt nhỏ, trông nó không như kiểu mạnh mẽ như cây đàn này. Đây
rất sống động và mạnh mẽ, nhưng mà nó sống động và nó rất là nhiều cái màu sắc. Xuất xưởng của hãng. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang một cây đàn mà tôi cũng rất là ấn tượng nó, đó là cây Hanika Latit. Các bạn biết là Hanika thì âm luôn luôn rất là nội lực, và ở Việt Nam thì rất là nhiều người chuộng cái đàn Hanika. Tôi thì cũng đã có cái vinh dự là được sang tận xưởng của Hanika ở tháng 5 năm 2020 năm ngoái vừa rồi. Cái đàn này là cái giá xuất xưởng của nó là 10.500 euro, tức là ở Việt Nam thì tôi đang bán với giá là 250 triệu. Thường khi chơi đàn Hanika thì rất ít khi bị vấp. Cái bộ gỗ nó rất là già, cái bộ gỗ Ricote rất là đẹp.
cái đàn đây là cái này là ông làm thủ công rất là cầu kỳ, tôi nhìn tận mắt những cái người thợ của ông ấy ngồi hót này, giống như kiểu cái cây Gondoba này thì với cái bộ gỗ Madagascar này cũng rất là già, trang trí hoa văn họa tiết cũng rất là điệu, đúng cái kiểu một cái đàn rất là kiểu Trung Quốc nhưng mà đặc sệt cái chất của Trung Quốc và nhìn hoa văn, nhưng mà cái âm thanh của nó thì đỉnh không kém gì những cái cây đàn của châu Âu. Đấy, với cái giá 5.000 đô, đấy, một cây 7.500 đô và một cây thì 10.500 đô, thì các bạn thấy là nếu mà là tôi thì thực sự là tôi cũng cảm thấy là cái sự chênh lệch của những cái, nếu như bây giờ bịt mắt lại và không nhìn vào thương hiệu cứ thế mà chơi thôi thì thực sự là rất là khó để biết được cây nào hơn cây nào. Đấy là một cái sự thực, mặc dù mỗi cây sẽ có một cái ưu điểm, một cái nhược điểm riêng, nhưng mà để mà nói là cái nói gì thì nói thì để mà chơi những cái bài Tây Ban Nha, những cái bài mà nó máu lửa nó thì đúng là sử dụng cây Hernandez thì nó rất là hay, nó rất là nồng nàn, còn như kiểu Hanika thì đúng là nó rất là trang trọng, nó rất là lãng mạn, nó êm ái. Đấy. Còn cái cây Gondoba này thì nó hiện đại và cái âm của nó phát ra nó rất là mạnh mẽ và nó làm cho mình cảm thấy rất là thỏa mãn. Đấy, nhất là những cái bạn nào mà chơi những cái bài, những cái dòng nhạc mà nó âm nó sáng, nó ngân, nó cần cái độ ngân thì chơi trên cái cây này phải nói là tuyệt vời. Hoặc là thậm chí là những cái bài kiểu hiện đại như kiểu Piazzolla hay là Leo Brown thì đây là cái lựa chọn có lẽ là số 1 nữa rồi. Đấy thì mỗi cái đàn nó sẽ có một cái ưu điểm riêng và chúc các bạn sẽ trong tương lai sẽ có được cho mình những cây đàn ưng ý.